Tử Vi thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử Vi mỗi ngày .vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo. Bạch Dương đang rất lơ đáng với những vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay, chòm sau này sẽ không muốn bắt tay làm việc gì cả. Trong phương diện công việc, nhờ vào khả năng ứng biến khéo léo của mình mà dù cho phải đối diện với bất kỳ một tình huống khó giải quyết nào. Bạch Dương cũng có thể tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý. Điều này sẽ giúp cho chòm sau này có thể nhận được sự khâm phục của người khác trong vấn đề tình cảm, Bạch Dương đang rất lãng mạn và mơ mộng, cho dù đã tìm được người thương hay chưa thì bạn sẽ đều có thể suy nghĩ ra những viễn cảnh thật ngọt ngào. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 26 và 41. hai cung kim niu kim niu cảm thấy không được hài lòng với những gì mà mình đang có. Bạn luôn muốn giành được vị trí đứng đầu trong mọi việc. Để được như vậy thì chòm sau này sẽ cần phải đánh đổi nhiều thứ, cũng như là cần có thời gian dài để học hỏi và trau dồi kiến thức cho mình. Ngày hôm nay cung hoàng đạo này sẽ rất nồng nhiệt và đòi hỏi nhiều sự quan tâm từ người mình yêu. Bạn đang rất hạnh phúc và luôn mong muốn sẽ thể hiện tình cảm với đối phương để cho mọi người xung quanh được biết mối quan hệ của cả hai đang rất vui vẻ và gắn bó như thế nào. Về phương diện tài chính trong ngày hôm nay của bạn sẽ phải chú ý và cẩn thận hơn nhiều trong việc đầu tư và kinh doanh nếu như mà Kim Ngưu không muốn gặp phải rủi ro. Vì bạn phải hiểu muốn có được thành công thì cần phải bỏ ra nhiều công sức và trí tuệ. Con số may mắn của Kim Nhiêu ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 13 và 68. 3. cung song tử song tử tinh ý nhận ra mọi biến động trong công việc và mọi cảm xúc của người khác. Nhờ vậy bạn đưa ra những quyết định chính xác khả năng tập trung làm việc giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ được giao vô cùng nhanh chóng nếu có thời gian rảnh bạn có thể học tập bổ sung kiến thức cho mình trong sau này cần phải thể hiện một cách chân thành hơn trong chuyện tình cảm nếu muốn xây dựng được mối quan hệ lâu bền một khi đã đến với ai bạn nên biết giữ khoảng cách với người khác Song Tử chi tiêu khoa học và tiết kiệm, vì thế mà túi tiền của bạn vẫn còn rùng rình. Trong ngày hôm nay, bạn không có kế hoạch chi tiêu gì cả. Con số may mắn của Song Tử ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 29 và 13. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí cự giải đang cảm thấy rất bất an và lo lắng chính bạn cũng không hiểu rõ điều gì lại khiến bản thân lo lắng như thế trong sau này khá chăm chỉ và quyết tâm giải quyết những công việc được giao cự giải sẽ có thể gặp những vấn đề về sức khỏe cung hoàng đạo này cần thiết lập một chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học hơn Cự giải đang cảm thấy ngột ngạt khi ở trong ngôi nhà của chính mình vì dường như bố mẹ bạn rất nghiêm khắc. Có lẽ tròm sau này sẽ có ai đó bên cạnh để chia sẻ nỗi lòng. Con số may mắn của cự giải ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 30 và 14. Nam cung sư tử sư tử nếu càng quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì tỷ lệ thành công sẽ càng lớn lúc này bạn đang kiên quyết không chịu lùi bước trước khó khăn hiện tại công việc của bạn đang rơi vào trạng thái áp lực vô cùng có lẽ bạn hãy nên chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người để có được lời khuyên hữu ích hôm nay sư tử quyết định vào bếp làm những món ăn ngon dành tặng người ấy điều đó giúp cho tình cảm cả hai sẽ được hâm nóng. Trong sau này tin rằng nửa kia cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành trong chính những món ăn bạn nấu. Về phương diện tài chính, cung hoàng đạo này cần phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý nhất. Để không phải đầu tư vội vàng, sai lầm, việc bạn hấp tấp, vội vã tham gia vào các phi vụ kiếm tiền khiến cho bạn rất dễ thất bại và mất một số tiền lớn. Con số may mắn của sư tử ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 36 và 50. 6, cung sử nữ sử nữ luôn phân tích các vấn đề vô cùng rõ ràng, lành mạch. Bạn làm việc gì cũng có lý lẽ riêng chẳng bao giờ hành xử theo cảm tính bạn đưa ra được những quyết định quan trọng vào đúng thời điểm phù hợp vì thế mà thành công đến với bạn là điều hiển nhiên bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm đấy nhờ khả năng ăn nói mà xử nữ đã dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh việc tìm kiếm người yêu có lẽ chẳng khó gì chủ yếu là bạn có muốn hay không thôi Sử nữ vẫn còn khá dư giả trong khoảng thời gian này, chủ yếu là nhờ bạn đã chi tiêu có kế hoạch hơn trước. Bạn sẽ không tiêu pha cho những món đồ không cần thiết. Con số may mắn của sử nữ ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 20 và 41. 7. Cung Thiên Bình Thiên Bình hành động theo cảm tính và mong muốn mọi người nghe theo ý kiến mình. Trong sau này hãy suy nghĩ lý trí hơn là nghiêng về cảm xúc khi làm bất cứ việc gì. Trong phương diện tình cảm, Thiên Bình sẽ trở nên rất nhạy cảm với những điều nửa kia nói hoặc là việc người ấy đang làm. Trong một ngày như hôm nay, cả hai người sẽ có thể giận dỗi nhau chỉ đơn giản vì những việc rất nhỏ nhạt. Về vấn đề tài chính, chòm sao này hôm nay sẽ cần phải chú ý hơn trong chi tiêu. Đừng nên mua các đồ dùng không thực sự cần thiết, nếu nó chỉ vì là thú vui nhất thời của bạn. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 25 và 38. 8. Cung Bảo Cạp, Bảo Cạp là người có thực lực và kinh nghiệm trong công việc và được đánh giá rất cao từ mọi người. Thế nhưng bạn lại không hành động được một mình, mà luôn cần có đồng đội giúp đỡ. Lời khuyên cho bạn nên thiết lập kế hoạch chi tiết để tránh những sai sót xảy ra. Về phương diện tình cảm của cung hoàng đạo này sẽ đi đến tầm cao mới khi mà Bảo Cạp quyết định mở lòng mình ra để đối phương có được cơ hội tiếp cận bạn. Tuy nhiên bạn nên tìm hiểu kỹ về đối phương, không nên quá vội vàng đồng ý. Hôm nay, chòm sao này sẽ cần chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Khi mà bụng của bạn hay gặp tình trạng đau theo cơn như hiện tại, bỏ cạp cần ăn những thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa, hạn chế sử dụng các thực phẩm chiên rán quá nhiều con số may mắn của bọc cạp ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 05 và 43. Chín, cung nhân mã nhân mã cảm thấy rất cô đơn. Bạn không thể hiện được suy nghĩ thật của mình. Bạn cố gắng giải quyết mọi việc một mình nên cảm thấy khá vất vả nếu bạn giữ mọi chuyện trong lòng thì mọi người sẽ chẳng thể hiểu mà giúp bạn được cung hoàng đạo này thường cảm thấy ghen tuông khi trông thấy nửa kia thân thiết với người khác tuy nhiên bạn cần tìm hiểu mọi việc rõ ràng chứ đừng đưa ra những kết luận cảm tính nhân mã không nên chi tiêu quá hào phóng bởi vì còn một tuần nữa mới hết tháng cơ đừng đẩy bản thân vào cảnh rỗng ví con số may mắn của nhân mã ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 50 và 31. 10. Cung ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo ma kết sẽ không được thoải mái cho lắm khi mà vấn đề liên quan đến công việc vẫn giang giờ. sự chăm chỉ và chịu khó của bạn vẫn không thể nào có thể thực hiện được trọn vẹn mọi việc được nhanh chóng và chuẩn xác nhất về vấn đề tình cảm mà kết sẽ cần quan tâm hơn đến nửa kia hơn nữa nhé đừng để người ấy cảm thấy bạn trở nên lạnh lùng hoặc mệt mỏi vì mối quan hệ này hãy dành cho đối phương những tình cảm quan tâm và lời lẽ ngọt ngào trong phương diện tài chính của Ma Kết sẽ đang trở dần trở nên cạn kiệt hơn bao giờ hết. Trong sau này sẽ có thể tốn một khoản tiền tương đối lớn để thay thế các món đồ đã cũ hay là đã dùng hết trong gia đình. Con số may mắn của Ma Kết ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 44 và 56. 11, cung Bảo Bình Bảo Bình trong ngày hôm nay sẽ trở nên hào phóng hơn với mọi người. Cung hoàng đạo này sẵn sàng giúp đỡ hoặc bỏ qua lỗi lầm của người khác mà không tính toán gì cả. Bạn luôn cố gắng từng ngày để hoàn thành xuất sắc được mọi việc được giao. Tình cảm của Bảo Bình và nửa kia đang vẫn đang tiến triển khá ổn định. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này sẽ cần phải chú ý đến cảm xúc và tâm trạng của đối phương hơn nữa. Trong sau này không nên bắt người ta lúc nào cũng phải chiều theo ý kiến riêng của mình như thế. Tình hình tài chính của bạn sẽ không có nhiều biến động trong gì thay đổi quá nhiều trong ngày thứ hai này. Cung hoàng đạo này cũng cần nên có cho mình các kế hoạch chi tiêu tiết kiệm rõ ràng hơn để chuẩn bị cho các vấn đề phát sinh bất ngờ nữa. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 24 và 75. 12, cung Song Ngư song ngư nghiêm túc, nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và có ý định tìm các thay đổi chúng. Bạn hy vọng rằng càng ngày mình sẽ càng trở thành một người xuất sắc hơn. Nếu còn vấn đề nào chưa rõ hãy hỏi ý kiến của mọi người xung quanh bởi ai cũng sẽ sẵn lòng giúp một người ham học hỏi và có lòng cầu tiến khoảng thời gian gần đây có vẻ như song ngư đang hơi thiếu quan tâm tới người ấy hãy trò chuyện với người ấy nhiều hơn để nhận ra những điều người ấy đang giấu trong lòng song ngư có thể tốn một khoản tiền kha khá để thay thế những món đồ đã cũ hoặc đã dùng hết trong nhà Hãy cân nhắc trước khi mở hầu bao kẻo cháy túi. Con số may mắn của Song Ngư ngày 23 tháng 9 năm 2024 là 18 và 96.